Xin chào cô chú anh chị. Ngày hôm nay Trường Sơn xin giới thiệu với cô chú anh chị một căn nhà nằm trong hẻm 23 đường Hồ Thành Biên, phường 4, quận 8, nằm gần chợ Phạm Thế Hiển nha. Chính là căn nhà này đây. Thì con đường Hồ Thành Biên trước đây có tên là đường số 16 nối dài ha. Thì con hẻm trước nhà rộng cũng gần 4 mét nhé, 3,5 mét, 4 mét đó, sạch sẽ an ninh. Và nó là hẻm cụt nha. Căn nhà này có kích thước bề ngang là 2m8, nở hậu 3m3, chiều dài là 9m. Tổng diện tích đất là 25.5m2. Tổng diện tích sàn là 47.7m2. Nhà kết cấu 1 trệt 1 lầu, có 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 1 ban công. Căn nhà có hướng Tây Nam. Giấy tờ pháp lý thì nhà có sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ. Chúng ta sẽ ký công chứng mua bán sang tên. Giá bán chỉ có 2.580.000 và còn thương lượng trực tiếp chính chủ nhé. Hiện tại thì nhà đang trống, sẵn sàng bàn giao nhà để cô chú anh chị mình vào ở luôn nha. Rồi, đấy là những thông tin chính của căn nhà này. Tiếp theo Trường Sơn mời cô chú anh chị chúng ta cùng xem chi tiết căn nhà này ha. Rồi, đây là căn nhà mà hôm nay Trường Sơn giới thiệu ha. Có địa chỉ là 23/83/18A, đường số 16 nối dài, phường 4 và quận 8 nha. Nay đổi tên thành đường Hồ Thành Biên nha. Đó, đây là căn nhà này. Đó, một trệt một lầu ha, có ban công này. Đấy, ok chưa? Còn đây là con hẻm trước nhà ha. Cũng rộng 3m7, 4m ha. Đó, sạch sẽ an ninh này. Đó. Còn bên trong này thì nó hẻm cụt rồi ha. Đó. Đây ha. Đấy, căn nhà hôm nay Trường Sơn giới thiệu đây nè. Rồi, vị trí căn nhà thì nằm gần chợ Phạm Thế Hiển nhé. Nhà có kích thước ngang là 2m8, nở hậu 3m3, chiều dài là 9m. Tổng diện tích đất là 25.5m2, tổng diện tích sàn là 47.7m2. Nhà một trệt một lầu, có 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 1 ban công. Nhà có hướng Tây Nam ha. Giấy tờ pháp lý thì có sổ hồng riêng hoàn công. Chúng ta sẽ ký công chứng mua bán sang tên. Giá bán chỉ có 2.580.000 và còn thương lượng trực tiếp chính chủ ha. Hiện tại thì nhà đang trống ha, sẵn sàng bàn giao nhà để cô chú anh chị mình vào ở luôn. Vị trí thì nằm gần chợ Phạm Thế Hiển nhá. Đấy. Rồi. Ok ha. Rồi, đây là không gian ở trên lầu nha. Trên lầu này. Đó, khu vực này chúng ta làm một phòng ngủ mở ha. Còn phía trước này sẽ thêm phòng ngủ nữa, là thành hai phòng ngủ nhá. Đây là cửa sổ này. Thông gió ha. Có bồn nước này. Khu vực vệ sinh ha. Ok ha. Rồi. Đây là phòng ngủ phía trước này. Có cửa sổ ha. Rồi, phía trước là chúng ta có cái ban công này. Đó, ban công ha. Đó, có mái che này. Đó, xung quanh ha. Bên đây có cái trước đối diện này, có cái nhà xây rất là cao ha. Hẻm trước nhà ha. Đấy. Rồi, ok ha. Như vậy thì chúng ta đã vừa xem xong căn nhà này. Thì cô chú anh chị nào quan tâm, có nhu cầu thì kết nối ngay với Trường Sơn để đi xem thực tế nhà này và giao dịch trực tiếp với chủ nhà ha. Cô chú anh chị hãy liên hệ với Trường Sơn qua số 0915 987 168. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian xem video này. Và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong các video tiếp theo. Xin chào.